Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Tra nha. Ngày mới thì chúc cả nhà nhiều năng lượng, nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống mọi người nhé. Hôm nay thì mình lại vào bếp cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một món ăn dân dã mang đậm chất miền Tây, đó là ốc đắng, gỏi ốc đắng nha cả nhà. Gỏi ốc đắng thì nguyên liệu gồm có là ốc đắng nè, mình đã bắt được một nồi, và bắp chuối, và mình chọn kèm một ít giá và một củ cải đỏ và một số cái gia vị đi kèm không thể thiếu, đó là bột ngọt nè, muối nè, đường nè, chanh, chanh ớt, đặc biệt là gừng nè. Gừng chút mình làm nước mắm chua ngọt, mình để tí xíu gừng vô ăn cho nó ấm bụng. Và cái cũng không thể thiếu đó là tỏi nha cả nhà, và một ít nước mắm ngon. Bây giờ mình sẽ tiến hành và thực hiện luộc ốc trước nha mọi người. Ốc đắng này thì trong con ốc nó đã có nước sẵn rồi, cho nên các bạn có thể không cho nước vào cũng được. Mình sẽ nêm vô trong này, đó là muối nè, mình sẽ cho muối vô để cho luộc con ốc nó đậm đà. Và các bạn cũng đừng quên đó là cho một ít bột ngọt vào, và một ít đường. Bây giờ mời mọi người luộc ốc với mình nha. Đánh đứng lên xóc ốc đi. Chóc cho nó đều ốc rồi nha. Trong thời gian đợi ốc chín thì mình để đây đi, trong thời gian đợi ốc chín thì mình sẽ đi sắc bắp chuối nha mọi người. Bắp chuối này mình cũng sắc ra, và mình sẽ sắc bắp chuối ra và mình làm một chén nước sốt sẵn, thì làm chén nước mắm chua ngọt luôn nha mọi người. Và mọi người tạm thời thì mình sẽ dừng camera đây để mình chuẩn bị một số công đoạn tiếp theo nha. Rồi mình bưng cái mâm này đi chuẩn bị nha. Nãy giờ mình cũng đi chuẩn bị đó mọi người, thì bắp chuối mình cũng đã vào xong rồi nè. Mình vào được nhiều bắp chuối nè. Về củ cải mình cũng đã sắc nhuyễn ra nè. Rồi giá mình cũng rửa sạch sẽ, và ốc thì mình cũng lấy được mình dễ nè mọi người. Nhìn thấy hấp dẫn không mọi người? Đó, mình sẽ cho giá và củ cải vào trong này trộn chung vô luôn nha mọi người. Mình trộn đều lại trước, mình trộn sơ cho nó đều lại. Thì lúc này mình cũng sẽ cho nước sốt vào luôn, mình làm chén nước sốt nè. Chọn nước sốt trong này thì có tỏi, ớt, chanh và một tí nước mắm, một tí đường, trộn vô. Mình chừa lại một miếng chút xíu, mình trộn ốc nó sẽ thấm hơn nha mọi người. Nó chua chua ngọt ngọt đó mọi người, theo khẩu vị từng gia đình đó. Lúc này thì mình cũng cho rau găm vô luôn. Rau găm này thì mình xé sơ sơ cho nó cái vừa vừa vậy nè, cho nó dậy cái mùi thơm của rau găm lên. Rau găm bạn các bạn cũng cho vừa thôi, đừng cho nhiều quá, cho nhiều quá thì nó cũng làm hơi đắng đắng đó. Mình vừa phải thôi đó, nhìn cái thao gỏi chưa, thao gỏi nhìn hấp dẫn chưa mọi người. Thêm vài miếng rau găm nữa. Nó gầm quá hấp dẫn. Lúc này thì gỏi mình đã trộn xong rồi, lúc mình sẽ tiến hành mình trộn ốc nha mọi người.
Ốc thì các bạn cũng nãy giờ như gỏi nó còn sống nó bay ra ngoài. Đó, cái thau gỏi thì mình cũng đã trộn xong rồi mọi người. Đó. Xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng gì đủ thứ hết trơn. Đó. Ốc thì các bạn sẽ trộn vô trong này. Các bạn sẽ cũng gắt nước sốt vô gì nè nó mới thấm. Thấm con ốc. Gắt nước sốt vô rồi mình đảo đều. Đối với cách làm của mình đó thì mình sẽ trộn ốc nước sốt riêng, rồi gỏi cũng trộn riêng để cho nó thấm con ốc. Còn các bạn nào có cách làm hay hơn thì mình làm theo cách riêng của mình nha. Ở đây các bạn cũng cho vô một ít vô găm vô trong ốc luôn để cho nó thơm. Đó. Nó thơm ốc. Trộn đều lên. Mọi thứ thì mình phải để khoảng 5 đến 10 phút. Mình ngắm cho nó ngấm đều gia vị. Sau đó mình bày ra dĩa mình dùng nha mọi người. Đó, cái phần trộn gỏi cũng đã xong rồi. Các bạn để cho 5-10 phút đi cho nó ngấm đều gia vị. Rồi mình bày ra dĩa mời mọi người ăn nha. Cuối cùng cái mâm gỏi của mình đã làm hoàn thành rồi nè mọi người. Nhìn thấy hấp dẫn không? Mời mọi người dùng gỏi ốc đắng với bắp chuối. Nói chung là gỏi ốc đắng thấp cẩm đi với mình nha. Mang đậm chất dân dã miền Tây luôn nha. Nhìn mâm gỏi thấy ngon không mọi người? Có ai mà muốn thích ăn gỏi ốc đắng thì ghé qua quê mình nha. Làm đãi mọi người. Làm mâm chà bá giống gì luôn nè. Mời mọi người dùng gỏi ốc đắng của mình nha. Đây nước mắm chua ngọt mình cũng có làm rồi. Mình ăn thử con ốc trước nha. Con ốc nãy mình có trộn rồi á. Ngọc nó chấm vô đây nó thấm ốc ngon lắm mọi người. Ăn miếng gỏi. Gỏi mình ăn không trước nha mọi người. Trộn theo cách này thì gỏi nó chua chua ngọt ngọt, dễ ăn lắm mọi người, theo khẩu vị của miền Tây á. Giờ mình sẽ chấm chấm vô nước mắm chua ngọt nha mọi người. Mời mọi người nha. Mình chia sẻ với mọi người luôn là cái này mình trang trí theo mấy cái xuồng này là theo như của người dân miền Tây á. Đường ở miền Tây thì kinh gạch nhiều, mình đi lại chú ý bằng xuồng, cho nên món ăn này mình làm đó là mình thể hiện trên mấy chiếc xuồng gì để cho mọi người xem nha, để tái hiện lại cảnh ở quê mình á. Quê hương miền Tây mến yêu. Tại vì đi đâu cũng nhớ miền Tây nha mọi người. Ai mà ở xa xứ, xa quê hương, nhìn lại món gỏi ốc đắng dân dã miền Tây, hãy thưởng thức một lần nha mọi người. Quá ngon. Mời mọi người ăn tiếp nha mọi người ơi. Cái này mà xương xương hai triệu đấy. Khỏi chơi luôn. Mời mọi người ăn tiếp mọi người ơi. Quá ngon. Mình
quá ngon. Bây giờ thằng mến năm chiếc xuồng mình cũng đã ăn hết một xuồng gỏi rồi nha mọi người, ăn hết xuồng gỏi á, dữ dằn không, ăn một xuồng gỏi luôn á nha mọi người. Tạm thời mình sẽ kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu thấy video của mình hay, hữu ích thì cả nhà hãy like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha mọi người, để cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn trong tương lai, để những món ăn, những phong cảnh miền quê được mọi nhiều người biết đến. Bye, tạm biệt mọi người nhé.